Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Úc trao 403.000 liều vaccine viện trợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 27 tháng 8, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh đã giao 403.000 liều vaccine COVID-19 cho đại diện Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết, Úc đã giao 403.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam như là một phần trong cam kết tiếp tục hỗ trợ đối tác chiến lược và người bạn thân thiết của Úc. Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chào đón lô vaccine từ Úc. Đây là lô vaccine đầu tiên trong cam kết của Úc hỗ trợ 1,5 triệu liều AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay để chống dịch COVID-19. Số vaccine này đã về đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối 26 tháng 8. Lô vaccine ngày hôm nay đã nâng tổng số liều vaccine mà Úc chia sẻ với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương lên hơn 2 triệu liều, hướng tới cam kết đạt ít nhất 20 triệu liều vào giữa năm 2022. Đại sứ Moodyer cho biết, chúng ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc chiến chống COVID-19. Sự hỗ trợ của Úc đối với chương trình triển khai tiêm chủng quốc gia của Việt Nam sẽ giúp cứu sống nhiều người và thúc đẩy hồi phục kinh tế. Với tư cách là đối tác và bạn bè thân thiết, chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này, trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để đối mặt với những thách thức trong tương lai. Những liều vaccine này tới đúng thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát sự lây lan của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Bà Julian Coley, Tổng lãnh sự Úc cho biết, mọi người đều hiểu đây là thời điểm khó khăn như thế nào đối với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Sự hỗ trợ của Úc là rất kịp thời cho việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bày tỏ cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, chính phủ và người dân Úc về sự hỗ trợ quý báu kịp thời dành cho Việt Nam, khẳng định đây là minh chứng sống động cho quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước. Ông khẳng định Việt Nam sẽ sớm đưa lô vaccine này vào sử dụng nhanh chóng và hiệu quả nhất, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng món quà này sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, góp phần thiết thực vào công cuộc chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Việt Nam hiện nay. Ngoài lô vaccine này, Úc còn có gói hỗ trợ liên quan đến vaccine dành cho Việt Nam. Úc sẽ cung cấp thêm những liều vaccine thông qua chương trình hợp tác với UNICEF, đồng thời tài trợ bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyển lạnh bao gồm 1.900 tủ lạnh, 5 xe tải lạnh, đào tạo nhân viên y tế, hỗ trợ triển khai tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Sự hỗ trợ của Úc dành cho Việt Nam còn bao gồm cam kết hỗ trợ 100 triệu AUD cho khu vực Đông Nam Á thông qua chương trình hợp tác vaccine của Bộ Tứ Kim Cương với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, và khoản đóng góp trị giá 130 triệu đô la Úc cho cam kết thị trường trước của cơ chế COVAX. Quân đoàn 4 chi viện 1.000 chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương dập dịch. Chiều 27 tháng 8, đại diện quân đoàn 4 cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ xuất quân cho hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Sư đoàn 7, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, các lữ đoàn 22, 550 thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho tỉnh Bình Dương chống COVID. Lực lượng chi viện này vừa là hỗ trợ công tác an ninh trật tự, vừa đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này đều tỏ rõ sự quyết tâm trong chiến thắng dịch bệnh, phát huy cao độ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Trước đó, ngày 25 tháng 8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống COVID-19 các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Bình Dương. Tại đây, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm sáng di động hỗ trợ 11 địa phương vùng đỏ của tỉnh và 15 xe cứu thương. Thủ tướng tin tưởng đến 15 tháng 9, Bình Dương sẽ cơ bản kiểm soát được dịch. Sau khi làm việc với tỉnh Bình Dương, chiều 27 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục có mặt tại tỉnh Đồng Nai để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, đến nay toàn tỉnh có hơn 86.000 ca F0, 47.800 người đã khỏi bệnh. Tỉnh đang triển khai đợt xét nghiệm cho 1,5 triệu người, qua đó phát hiện hơn 41.000 F0 trong cộng đồng, với 323 ca trong 130 công ty. Theo ông Võ Văn Minh, hiện Bình Dương đang thực hiện phân loại các vùng xanh, vàng, đỏ trên bản đồ COVID-19. Về thực hiện chiến lược giảm ca tử vong, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là phải bóc tách nhanh các ca F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong. Tỉnh đã chỉ đạo thần tốc công tác xét nghiệm diện rộng, điều tra dịch tễ, truy vết cách ly, lấy mẫu những nơi nào đã xét nghiệm sàng lọc, phải khóa chặt, kiểm soát người ra người vào, thực hiện trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Tỉnh thực hiện phân tầng điều trị theo mô hình 3 cấp để giảm tải cho các cơ sở điều trị tuyến tỉnh, đồng thời điều phối F0 giữa 3 tầng. Trong đó, tầng 3 có 837 giường ICU, tầng 2 có 24 khu điều trị với gần 19.000 giường. 236 điểm điều trị thuộc tầng 1, bao gồm nhiều trạm y tế lưu động tại xã, phường,
tỉnh đang xây dựng kế hoạch ứng phó với kịch bản số ca nhiễm có thể tăng cao hơn, cụ thể là 150.000 ca. Bình Dương đã tiêm vaccine cho hơn 806.000 người trên tổng số 2,5 triệu dân. Về an sinh xã hội, 11 trên 11 phường thuộc vùng đỏ đã được hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày, tương đương 750.000 đồng trong 15 ngày. Tất cả người dân được hỗ trợ không phân biệt. Trước khi tăng cường giãn cách, Bình Dương đã có gói 210 tỷ đồng, hỗ trợ cho 700.000 người lao động ở trọ. Người ở các khu trọ được hỗ trợ 500.000 đồng một người. Nếu người dân nào ở khu trọ mà có hoàn cảnh khó khăn thì được hỗ trợ thêm 500.000 đồng một người. Tỉnh hiện có 3.500 doanh nghiệp đang thực hiện 3 tại chỗ với 350.000 đến 400.000 lao động. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Bình Dương nhanh chóng chuyển công năng của 50 khu cách ly tạm thời thành 50 cơ sở y tế, phải có bình oxy, phải có trang thiết bị y tế tối thiểu, thuốc cơ bản, theo danh mục Bộ Y tế đã hướng dẫn, có nhân viên y tế. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị địa phương có giải pháp giảm mật độ tiếp xúc ở các khu lưu trú của công nhân, người lao động, đảm bảo an sinh cho người dân. Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bình Dương và thị xã Tân Uyên cần triển khai hướng dẫn người dân xét nghiệm tại nhà, cho rằng mô hình mỗi trạm y tế lưu động của địa phương đều có xe cấp cứu lưu động là rất cần thiết, nhưng Bộ trưởng đề nghị các trạm này phải gắn với quản lý theo dõi điều trị người bệnh F0 tại cơ sở y tế chăm sóc điều trị F0 của tuyến xã phường. Về đề xuất hỗ trợ thêm nhân lực của địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế sẽ hỗ trợ thêm, nhưng địa phương cũng phải tiết kiệm nhân lực, điều phối sử dụng có hiệu quả nhất. Về công tác tiêm vaccine COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tập trung tiêm ngay và tiêm nhanh cho các vùng đỏ, cho người trên 50 tuổi, phải tiêm nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất cho người dân. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương trong quá trình phòng chống dịch và đẩy mạnh sản xuất những lúc dịch bệnh được kiềm chế trong hơn một năm qua. Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu là cố gắng kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất, sớm nhất có thể, chậm nhất tới 15 tháng 9, phải kiểm soát được tình hình theo quy định của Bộ Y tế, nhanh chóng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, những nơi đủ điều kiện thì tiếp tục sản xuất an toàn. Người đứng đầu chính phủ nhắc lại và nhấn mạnh quan điểm, lấy xã phường, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân, mỗi người dân vừa là trung tâm được phục vụ, vừa là chủ thể phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các xã phường tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất việc giãn cách, người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu ở đó, triệt để khắc phục tình trạng chặt ngoài lòng trong. Địa phương cần giải thích rõ cho nhân dân hiểu được việc thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người vì sức khỏe của mình, của cộng đồng và sự phát triển của quốc gia dân tộc. Lãnh đạo các xã phường phải kiểm tra, rà soát để đảm bảo khi người dân gọi do thiếu ăn thiếu mặc, xã phường phải đáp, người dân gọi khi cần dịch vụ y tế, lực lượng y tế phải đáp. Lưu ý công tác chuẩn bị các kho dự trữ về an sinh xã hội. Thủ tướng hoan nghênh các xã phường đã chuẩn bị khá tốt nhưng cần chuẩn bị chu đáo hơn, sẵn sàng hơn. Lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ việc vận chuyển các gói an sinh tới người dân. Lực lượng công an phải làm tốt việc rà soát, đưa những người lang thang cơ nhỡ về các cơ sở tập trung để quản lý chăm sóc. Thủ tướng lưu ý có thể di rời sơ tán một số người dân từ vùng đỏ sang vùng xanh để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc, sử dụng doanh trại quân đội, trường học, cơ sở lưu trú cho việc này. Bình Dương phải tiếp tục động viên, khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất an toàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất. Thủ tướng nhấn mạnh, đã quyết tâm rồi phải có quyết tâm cao hơn nữa, đã cố gắng phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu bày tỏ tin tưởng chậm nhất ngày 15 tháng 9, Bình Dương phải kiểm soát được tình hình. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cam kết với Thủ tướng và đoàn công tác, tỉnh sẽ nỗ lực cao nhất để đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15 tháng 9 và trong quý 4 sẽ ổn định, phát triển trở lại. Serbia tặng Việt Nam vaccine COVID-19 và trang thiết bị y tế. Ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selaković. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia bày tỏ coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Serbia với bề dày lịch sử hơn 60 năm, đồng thời khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân Serbia mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Ngoại giao Serbia thông báo, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Serbia đã quyết định tặng cho Việt Nam vaccine và một số trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19, đồng thời bày tỏ tin tưởng với quyết tâm nỗ lực của chính phủ và người dân Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Serbia về quyết định tặng vaccine cho Việt Nam, coi đây là nghĩa cử cao đẹp và một minh chứng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sự hỗ trợ quý báu và kịp thời này của Serbia chắc chắn sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị phía Serbia xem xét việc nhượng lại số vaccine dôi dư hỗ trợ các trang thiết bị, vật phẩm y tế điều trị bệnh nhân COVID, cũng như xem xét hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam. Hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hoạt động, trao đổi về quan hệ song phương, hai bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hợp tác lao động, công nghệ, thông tin. Hai bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước thời gian gần đây, thể hiện qua việc trao đổi các đoàn ở cấp bộ trưởng và tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao, cũng như sự phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sang thăm chính thức Serbia. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sẽ tiến hành chuyến thăm vào thời điểm phù hợp khi tình hình dịch bệnh cho phép. Úc sẵn sàng hỗ trợ máy thở, máy theo dõi bệnh nhân cho Việt Nam. Ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne nhân dịp Úc vừa bàn giao hơn 400.000 liều vaccine AstraZeneca, là lô đầu tiên trong 1,5 triệu liều vaccine mà Úc đã cam kết hỗ trợ cho Việt Nam. Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Úc khẳng định sẽ nỗ lực sớm giao 1,1 triệu liều vaccine còn lại cho Việt Nam và thúc đẩy UNICEF sử dụng số tiền hỗ trợ của Úc đưa thêm vaccine về Việt Nam trong năm nay. Ngoài ra, Bộ trưởng Marise Payne cũng cam kết sẽ tiếp tục làm việc với bộ ngành liên quan để hỗ trợ kịp thời các thiết bị và tư y tế thiết yếu, hỗ trợ Việt Nam chống dịch như máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao những sự giúp đỡ quý báu của chính phủ Úc dành cho Việt Nam, cho rằng sự hỗ trợ kịp thời của Úc sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, góp phần thiết thực vào công cuộc chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ quyết tâm khẩn trương tiếp cận, đưa vaccine, các thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19 về nước, đồng thời sẵn sàng mua lại hoặc vay trước vaccine từ các nước khác để thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng trong nước. Hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Úc trong thời gian qua và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì triển khai các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương hiện có trên các lĩnh vực cụ thể. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mời Thủ tướng Úc Scott Morrison thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phát triển rất tích cực của quan hệ kinh tế thương mại, trong đó tăng trưởng kim ngạch thương mại đạt gần 50% trong 7 tháng đầu năm 2021. Hai bộ trưởng cũng nhất trí sớm hoàn tất tiến tới ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai bộ ngoại giao và phối hợp với các bộ ngành liên quan, sớm hoàn tất chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Úc. Hai bộ trưởng cũng nhất trí sẽ tiến hành xem xét công nhận hộ chiếu vaccine của nhau để tạo điều kiện cho đi lại giao thương giữa hai nước. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Úc tạo điều kiện sớm đón du học sinh Việt Nam trở lại Úc học tập và nghiên cứu, đồng thời cân nhắc sớm ký thỏa thuận tiếp nhận lao động Việt Nam tham gia vào chương trình thị thực nông nghiệp Úc mới được phía Úc công bố.